Đây là một loại củ có hình thú rất là đẹp và cái loại củ này có thể làm thuốc được. Video ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm loại củ này nhé. Củ này có tên gọi là sâm hồ lô hay còn gọi là sùng thảo và mình mua trên TikTok Shop với giá là 110.000 cho một cái hộp 5 lạng này nha. Đây nha mọi người, cái hình của cái củ này nó giống con dâu tằm ấy, trông nó rất là đẹp và cực kỳ múp nha. Xin mời mọi người. Vị của nó kiểu chua chua, ngọt ngọt, rất là thơm cái mùi dầu mè nhá. Dầu mè người ta cho vào trong này rất là thơm luôn. Mới đầu khi họ ăn thì mình nghĩ rằng là họ ăn con sâu cơ, nhưng mà không phải, nó lại là một loại củ. Và đây là lần đầu mình trải nghiệm cái củ sùng thảo hay còn gọi là sâm hồ lô ngâm này. Cái này thì hương vị mình cũng vừa tả rồi, nó kiểu chua chua, ngọt ngọt, cay cay và hơi một chút mặn. Cái này khi ăn thì cái độ giòn của nó tạo ra cái độ ngon của cái món này. Ngoài ra thì cái mùi mình thấy không có mùi gì đặc biệt luôn.